Đầu tiên thì cô có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc mà khi mà xem con trai mình thi đấu một cái trận đấu rất là tuyệt vời như này. Cảm xúc của cô như nào? Thì cô rất là trước hết là rất là vui và phấn khởi và chúc đội như là còn một trận nữa, quyết tâm sẽ chiến thắng và mang cúp về cho tập đoàn và cho cả người hâm mộ. Đây là lần bao nhiêu cô đến sân vận động hàng đấy để xem Đức thi đấu được? Trận nào, nghĩa là những lượt về là trận nào cô cũng đi. Cả nhà cô chú, mẹ, các bác, các cháu đi hết. Hoàng Đức thì ăn cơm trứng bác nhất. Sau mấy cả cái việc theo dõi ở TV thì mấy cả cái việc bây giờ theo dõi ở trên trực tiếp như này thì cảm giác xem con trai mình nó... Hồi hộp lắm, hồi hộp từng phút một luôn ấy. Lúc nào ngồi họp và ngồi cũng cổ vũ là mong đội chiến thắng ạ. Đức thì sau những cái trận đấu mà căng thẳng có thể chia sẻ với cô điều gì không? Cũng gọi về và cô chú cũng gọi lên động viên là nghe là trận nào cũng là trận chung kết thì cố gắng con nhớ. Thì cũng động viên em thì em cũng bảo vâng ạ. Nên là bảo giờ trận nào là trận chung kết ấy, em quyết tâm bảo vâng ạ. Ngày bé đi đá bóng thì cô bây giờ cô nghĩ rằng là Đức sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc như này không ạ? Cô chỉ nghĩ là bắt đầu em nó đam mê, cô nghĩ là thôi đi để cho có sức khỏe. Chứ chẳng bao giờ nghĩ là em nó được như ngày hôm nay. Đức cùng đồng đội với cả rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng như Tiến Dũng hay là Quế Ngọc Hải. Thì có bao giờ mà cô khuyên em học hỏi những cái cầu thủ như nào? Cô cũng luôn luôn bảo là em là vì là em còn trẻ, con phải học hỏi nhiều chứ nhờ các anh đi trước. Cũng động viên em bảo vâng con cố gắng. Thế thôi chứ không có gì nhá. Cảm ơn nhá. Cô đi nhá. Cảm ơn rồi, cô nhá. Tâm trạng của Quân thế nào khi mà ngồi ở trên khán đài mà nhìn các đồng đội thi đấu ở dưới sân? Thực ra thì cũng có một chút bồi hồi cũng như là rất là muốn xuống sân cùng anh em, nhưng mà mình phải chấp nhận ngồi ở trên để mà theo dõi anh em. Rất tiếc là cái tỷ số nó không được thuận lợi cho đội Than Quảng Ninh ngày hôm nay. Có nhiều cổ động viên nói rằng hôm nay nếu mà có Quân thì cái thế trận và cái kết cục của trận đấu nó không đến nỗi như thế này. Con nghĩ là Than Quảng Ninh là một cái tập thể chung, không có một cái ngôi sao nào riêng, và con nghĩ là Quân hay là anh em ở trên sân thì mọi người cũng đã cố gắng hết sức mình và tỷ số nó không may mắn một chút. Ở giữa sân của Than hôm nay có Hai Long, Nhật Minh, anh Nguyên Sa nữa, thì Quân nghĩ nào về cái sự phối hợp của ba tiền vệ trung tâm này? Con nghĩ là cái thế trận hôm nay thì Than Quảng Ninh đã thi đấu rất là tốt và cũng có những thời điểm mà có những cơ hội để mà gỡ hòa, nhưng mà rất là không may khi mà bỏ lỡ những cái cơ hội rất là đáng tiếc. Tiếp anh em. Thì hội cổ động viên Than Quảng Ninh luôn luôn là một trong những cái hội cổ động viên tuyệt vời nhất, và con nghĩ là có thể là trong cái tình huống trước đó thì họ có một chút hơi giật mình chút, nhưng mà con nghĩ là sau những cái màn thể hiện của các cầu thủ những trận vừa qua thì cổ động viên họ đã quay lại và họ đã cổ vũ rất là nhiệt tình trong trận hôm nay. Mùa giải này thì đã khép lại với Hà Hồng Quân rồi, thì kế hoạch của em sắp tới là như thế nào? Em chuẩn bị sau mùa giải rất là mệt mỏi thì em sẽ có một thời gian nghỉ ngơi và em sẽ bay sang Séc cùng với cả vợ con. Quân, câu hỏi là cái trận Hải Phòng đá với Quảng Nam lần trước thì được biết là huấn luyện viên Quốc Vượng chia sẻ là một Quân bị ốm, vậy thì không biết là lúc mà đội thua 0-3 thì huấn luyện viên Quốc Vượng nói và các thành viên trong ban huấn luyện nói gì với Quân, mà cái tinh thần của Quân lúc mà nhập cuộc trận đấy là trong một cái trạng thái thể lực nó không tốt như thế? Thực ra thì cũng hai ngày trước đó thì cũng bị ốm và không tập cùng với đội rồi, nên là cũng rất là
thực ra không phải là không muốn ra sân, nhưng mà Quân nghĩ là ra sân mà thể lực nó không đảm bảo 100% thì Quân cũng nói với trợ lý là nói với anh Vượng cũng như là chú Tuấn là cho Quân ngồi ngoài. Nhưng mà cái tỷ số nó không được tốt thì chú Tuấn có quay sang hỏi là Quân ấy vào hỗ trợ anh em được không, thì Quân cũng đã đồng ý. Và cũng nghĩ là sang cái hiệp 2 thì toàn đội Hải Phòng đã thi đấu cái trận đấu đó tốt hơn rất nhiều. Một cái mùa giải mà Quân thi đấu hai đội bóng ở trong hai cái tình thế rất khác nhau ấy, thì đâu là cái sự khác biệt mà Quân cảm thấy là lớn nhất giữa hai cái đội bóng Quảng Ninh và Hải Phòng? Thì rõ ràng hai lối chơi của hai đội bóng nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà em sang đội Hải Phòng thì em có chia sẻ với cả huấn luyện viên là sang đây em phải chạy gấp đôi ở Quảng Ninh, mà thường thường có nhiều trận đấu mà cũng bị chuột rút. Em nghĩ là cái đấy là cái khác biệt lớn nhất. So với chất lượng chuyên môn của các cầu thủ của Hải Phòng, Quảng Ninh thì sao? Thì rõ ràng để mà so sánh cái chất lượng chuyên môn thì cũng hơi khó, tại vì Hải Phòng là đội bóng năm nay đã vào cái vị trí đua trụ hạng, còn Quảng Ninh là trong cái top trên, mà con nghĩ cái điều đó đã chứng minh được nhiều. Ok. Nhưng mà hỏi một câu nữa là Hải Phòng năm nay đã trụ hạng một cách gọi là những vòng cuối cùng thôi, sau khi mà chiến thắng trước Sơn Nam Định, vậy thì Quân đánh giá thế nào về cuộc đua trụ hạng năm nay và đối thủ mà Nam Định mà vừa vượt qua? Thực ra thì không chỉ riêng cái cuộc đua trụ hạng đâu, Quân nghĩ là cuộc đua đến chức vô địch năm nay cũng rất là hấp dẫn. Và rất may cho Hải Phòng khi mà em đã có cái trận đấu ở sân Nam Định khi mà giành chiến thắng 3-2 để mà trụ hạng sớm một vòng trong cái trận đấu cuối cùng, không phải đá chung kết ngược với cả Quảng Nam. Ok. Kỳ Hân thì cũng hình như là cũng sắp sửa sinh rồi đúng không? Thì có biết là gia đình định sẽ cho sinh em bé ở Séc hay ở đây? À, thì chắc chắn là sẽ sinh ở bên nước ngoài. Quân ở rời xa Quảng Ninh một thời gian thì không biết là những cái thứ hiện tại của Quân, ví dụ như cái phòng hay là tất cả những cái hiện tại của Quân ở đấy thì nó có được anh em giữ gìn cho không hay như nào? Thì trước khi đi thì cũng đã nhờ một em trẻ sang đấy ở để cho có hơi và đồ đạc nó không bị hỏng bị mốc, thì Quân nghĩ là em trẻ đấy chắc là đã lo tốt cho cái phòng. Còn việc em đi sang Quảng Ninh thì đi sang Hải Phòng thì nó chỉ là mượn tạm thời 7 trận thôi, và em vẫn giữ liên lạc trong group cũng như là nói chuyện hàng ngày với cả anh em. Ok. Thank you nha. Cảm ơn anh.